Hoàng Thị Loan buồn sau trận thua đội tuyển Bồ Đào Nha, quyết tâm có kết quả tốt trận với đội tuyển Hà Lan. Hoàng Thị Loan cho biết đội tuyển nữ Việt Nam đã rút kinh nghiệm sau trận thua 2-0 trước Bồ Đào Nha. Cô và toàn đội quyết tâm bước vào cuộc so tài cuối cùng với Hà Lan bằng tinh thần quyết tâm cao nhất. Sau trận thua 0-2 trước đội tuyển nữ Bồ Đào Nha vào tối qua, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung ngay lập tức quay trở lại sân để khắc phục những điểm còn sai sót và chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển nữ Hà Lan vào ngày 1 tháng 8. Hậu vệ Hoàng Thị Loan chia sẻ, khi kết thúc trận đấu với Bồ Đào Nha, tôi cảm thấy rất buồn vì mình đã thi đấu tốt, nhưng chỉ một vài tình huống mà đội đã phải nhận bàn thua không đáng có. Bầu không khí của toàn đội thực sự không được vui, nhưng sau trận đấu với đội tuyển nữ Mỹ, dù đã thi đấu hết mình nhưng đội vẫn chưa thể tuân thủ đấu pháp của huấn luyện viên trưởng. Hoàng Thị Loan nói tiếp, ở trận gặp Bồ Đào Nha, tôi nghĩ các cầu thủ rất khao khát có một bàn thắng nên có phần nóng vội. Việc tấn công và đẩy cao đội hình rất sớm khiến đội tuyển nữ Việt Nam để lộ nhiều lỗ hổng cho đối thủ phản công. Khi đó, cá nhân cũng như toàn đội Bồ Đào Nha rất khỏe và nhanh nên hậu vệ của mình không thể chống đỡ được, dẫn đến thua đáng tiếc. Phía trước, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn còn một thử thách tại World Cup 2023 là đội tuyển nữ Hà Lan. Đây cũng sẽ là trận đấu cuối cùng của toàn đội. Vì vậy, Hoàng Thị Loan quyết tâm sẽ có kết quả tốt. Trước khi vào giải, tinh thần của Loan và toàn đội đoàn kết luôn có tinh thần chiến đấu cao nhất. Tôi nghĩ toàn đội sẽ thi đấu hết mình ở trận gặp Hà Lan để có được kết quả tốt nhất. Ở trận trước, bản thân Loan cũng cảm thấy chưa hài lòng lắm vì đối thủ rất nhanh, khỏe, các cá nhân đột phá tốt. Tôi vẫn chưa theo sát được họ. Tôi nghĩ ban huấn luyện sẽ tính toán để có một đội hình phù hợp và thi đấu trước Hà Lan nhằm hướng tới kết quả tốt.